Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Sau một thời gian tu tập thiền, bạn sẽ có thần lực. Trước tiên, muốn đi về phía ánh sáng giác ngộ, đó chính là lạc quan. Nghĩ rằng rồi mọi thứ sẽ ổn, tự thắp cho mình những tia hy vọng. Những người sống lạc quan luôn có tâm lực mạnh, họ có ý chí nhiều hơn những người sống bi quan. Hôm nay, Khải Toàn chia sẻ các vị về con đường có thần lực và cách tập ngồi thiền đơn giản. Tập ngồi thiền đơn giản không như mọi người nghĩ, thiền là một điều gì đó rất khó. Tìm một chỗ nào thuận tiện, ngồi sao cho thoải mái, có thể ngồi xếp bằng, ngồi trên ghế cũng được, lưng thẳng vừa phải. Sau đó nhắm mắt lại, thở theo thở tự nhiên, hít vào đếm 1, thở ra đếm 2, hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Cứ như vậy suốt buổi thiền. Chi tiết hơn Khải Toàn sẽ đề cập ở phần sau. Video này Khải Toàn hướng dẫn hai cách hành thiền, hai bước để đi vào thiền. Bước 1 là định thân, bước 2 là định tâm, sau đó hành thiền và xả thiền. Phương pháp thiền rất đơn giản, cứ hít vào đếm 1, thở ra đếm 2, theo dõi hơi đếm, theo dõi nhịp thở. Khải Toàn sẽ trả lời các câu hỏi đơn giản của những vị muốn tập thiền nhưng còn phân vân. Ngồi thiền có khó không? Ngồi trong bao lâu? Ngồi sai có bị tẩu hỏa không? Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền là ngồi bất động phải không? Ngồi thiền có giống ngồi ngủ không? Không ngồi thiền, nằm thiền có được không? Mời các bạn cùng khai thị. Thiền là gì? Rất khó giải thích chi tiết. Ví dụ Khải Toàn uống một ly nước cam, nói vị cam này rất ngọt, ngọt dịu, ngọt vừa phải. Ngọt như thế nào, các vị phải trực tiếp nếm thử. Cho dù cùng một loại thức uống, nhưng mỗi người lại cảm nhận mùi vị khác nhau. Uống lúc đang no sẽ khác, uống lúc đang khát nước cũng sẽ rất khác. Hiểu đơn giản, thiền giúp tâm trí ta dịu lại. Thiền là một liệu pháp giúp cho bản thân tìm lại được sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người. Thiền là phương tiện giúp tâm an tịnh. Người bệnh nên hành thiền, người khỏe cũng nên hành thiền, người đang đau khổ càng phải hành thiền. Vì thiền là một loại thuốc bổ cho tâm và thân. Nhiều người lầm tưởng ngồi thiền là ngồi bất động. Con người chịu sự phiền não bởi thân ngữ ý. Khi ta hành thiền, thân ta bất động, không một lời nói, duy chỉ có ý nghĩ là khó quản. Vì tâm ý con người không hình không tướng, rất khó để quản thúc. Người chưa hiểu, nhìn vào thấy người ngồi thiền là bất động. Người cảm nhận được thiền sẽ biết được ngồi thiền là tu tâm, không phải tu thân. Giả dụ bạn đi xe ngựa, bạn đánh xe hay đánh ngựa? Ngồi thiền là tu tâm, vì tâm khởi tốt, hành động và lời nói cũng tốt theo. Nếu sau một khoảng thời gian tu tập thiền, bạn vẫn chưa ngộ ra hành thiền là giúp tâm an tịnh, mà vẫn khư khư nghĩ rằng mình ngồi càng lâu càng tốt, thì bạn nên xem lại. Ngồi thiền là tu tâm, giúp tâm định tĩnh. Khải Toàn sẵn lòng hướng dẫn các bạn cách tập ngồi thiền theo phương pháp đơn giản. Với người mới tập ngồi thiền, mỗi ngày chỉ cần 10 đến 20 phút là đủ. Khá nhiều người thắc mắc tập thiền có khó không? Lại có người chưa từng tập thiền nói rằng thiền rất khó, không có thời gian tập thiền. Nếu mỗi ngày ta không thể dành 10 phút cho bản thân mình thì khá là ngược đãi với tâm trí của chính mình. Chúng ta lao nhọc cả một đời vì điều gì? Chúng ta làm việc đầu tắt mặt tối vì điều gì? Ngay từ bây giờ hãy tập hành thiền, sẽ có lúc các bạn tìm cho mình sự an nhiên.
Một anh quản lý tên Long Phụng làm nghề barber shop, lá số vị này là một người cương trực, tốt tính lẫn nóng tính. Bất kỳ vị nào nóng tính nên biết câu nhất sân chi hỏa. Một que diêm có thể thiêu rụi cả khu rừng. Tất cả những điều tốt lành ta tích trữ trong quá khứ có thể tan biến bởi một hành động thiếu kiềm chế. Đủ duyên gặp nhau, Khải Toàn khuyên anh Long Phụng nên ngồi hành thiền để giảm bớt tính nóng nảy và cho tâm an tịnh. Khải Toàn khuyên vị này hãy tập ngồi thiền mỗi ngày. Anh ta bảo ban ngày làm việc mệt, tối về với gia đình loay hoay đến khuya. Lúc con cái ngủ cũng là lúc cơ thể mỏi mệt nên không thể nào ngồi thiền. Xin thưa với các bạn, người cố gắng sẽ tìm động lực. Chúng ta có mỗi tâm trí là quan trọng nhất. Tâm không an tịnh, làm sao có thể làm việc tốt? Làm sao có thể có cái nhìn thấu đáo? Có cái nhìn thấu đáo để thông cảm với tất cả những người xung quanh. Chỉ cần mỗi ngày vài phút, ngay tại nơi làm việc, trên chiếc ghế hớt tóc, đeo tai nghe vào, mở nhạc thiền, mắt nhắm lại, vẫn có thể hành thiền. Muốn giảm tính nóng nảy, muốn trí nhớ tốt, muốn giảm buồn phiền, muốn nhiều sáng tạo trong công việc. Vâng, mọi người vẫn thường muốn rất nhiều nhưng không chịu khó dùng một liệu pháp nào đó giúp cho tâm tu tập. Giống như bệnh mà không chịu uống thuốc thì làm sao hết bệnh? Không gieo hạt lành làm sao có quả ngọt? Bất kỳ nơi nào các vị cũng có thể ngồi thiền được, nhưng nên chọn nơi không quá ồn và ánh sáng nhẹ. Đặc biệt là không nên có mùi khó chịu. Mặc quần áo thoải mái, nhất là quần không nên có dây nịt vì ngồi lâu sẽ khó chịu ở bụng. Có thể mở nhạc thiền êm dịu, nhạc tiếng nước chảy hoặc không có nhạc tùy ý thích mỗi người. Đầu tiên chúng ta hãy định thân, tức là ổn định tay chân, lưng và phần đầu. Ổn định tư thế ngồi, có thể ngồi xếp bằng, ngồi kiểu kiết già hoặc bán kiết già. Bất kỳ tư thế nào các vị cảm thấy thoải mái nhất. Các vị có thể chêm một gối ở mông nhằm giữ lưng thẳng đứng. Lưng nên thẳng vừa phải, đừng cố quá thẳng sẽ dễ mỏi. Hai bàn tay bắt bảo nguyệt ấn, giúp tâm dễ định. Tùy vào sức khỏe và thể trạng mỗi người, làm sao cho mình có được tư thế ngồi thoải mái nhất có thể. Sau bước định thân, chúng ta sẽ định tâm. Nếu bắt ta ngồi yên hoàn toàn không suy nghĩ gì có vẻ rất khó, vì tâm con người rất dễ đi chơi, nhất là những người dễ phóng tâm. Nên hai phương pháp sau đây giúp các bạn có đối tượng để trụ tâm vào. Sau khi định thân, tiếp theo là nhắm mắt lại, thở theo hơi thở tự nhiên. Không cố gắng thở nhanh, không cố gắng thở chậm. Hít vào biết mình hít vào, thở ra biết mình thở ra. Từ từ nghĩ về một khung cảnh yên bình nào đó. Ví dụ ở bãi biển, ở một ngôi chùa, ở một phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Và cứ như thế, cảm nhận từng hơi thở của mình. Nếu có bất kỳ sự kiện nào phát sinh trong đầu, hãy quay về khung cảnh và cảm nhận hơi thở. Phương pháp thiền thứ hai Khải Toàn đã hướng dẫn vô cùng hiệu nghiệm với đa phần người mới tập thiền, đó chính là đếm nhịp thở. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2, rồi lại hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Cứ như thế trong suốt buổi ngồi thiền. Nhịp đếm giúp tâm ta trụ vào. Đối tượng của tâm là nhịp đếm. Đây là phương pháp khá đơn giản. Đơn giản nhất Khải Toàn hướng dẫn cho rất nhiều người mới tập thiền đã có được những bước đầu thành công, giúp cho tâm an tịnh. Tâm ta không hình không tướng. Chính vì không hình không tướng, chúng có thể đi bất kỳ nơi đâu. Ví dụ trong lúc ngồi thiền, bên ngoài có tiếng động,
tâm ta tự khởi lên sự tò mò, xem ai mở cửa, ai đang làm gì. Và thậm chí ta đi ra đến siêu thị. Bất kỳ sự việc nào khiến tâm sao động, hãy quay lại nhịp đếm. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2, chỉ cần như vậy. Cuối cùng là bước xả thiền. Các bạn cứ ngồi, không quan trọng ngồi trong bao lâu. Trong mỗi buổi ngồi thiền, tâm ta yên bình là điều tốt nhất. Dù ngồi chừng 5 phút, nhưng có vài giây yên tĩnh, vài giây tĩnh lặng vẫn tốt hơn ngồi hàng giờ khi tâm ta đầy nhiễu loạn. Cuối buổi ngồi thiền, trước khi mở mắt ra, chúng ta hãy xả thiền. Các bạn hãy hít vài hơi thật sâu, thật chậm rãi. Hít vào thật chậm, thở ra hết thật chậm. Hít vào thật chậm, thở ra hết thật chậm. Từ từ, lấy hai bàn tay ướm lên mắt, xoa nhẹ lên má. Bỏ hai tay xuống, nghĩ về một điều tốt đẹp trước khi mở mắt ra. Hành động vừa rồi là massage mắt và massage cơ mặt, giúp máu trên cơ mặt lưu thông, giảm nếp nhăn. Tại sao cuối buổi thiền phải nghĩ về điều tốt đẹp? Chúng ta lỡ sống nên sống một cuộc đời tốt đẹp. Chúng ta lỡ suy nghĩ, hãy nghĩ về điều tốt đẹp. Phải chăng con người ở cõi trần này đều mong muốn cái gì cũng đẹp, muốn mình có một diện mạo đẹp, ăn đẹp, sống đẹp, chụp hình đẹp, muốn nghe những lời bình luận đẹp. Tất cả đều muốn đẹp. Tâm khởi ý đẹp, hành động và lời nói sẽ theo sau. Hành động lời nói dễ mến là cái nhân, những người xung quanh dễ chịu là cái quả. Không chỉ mỗi cuối buổi thiền mới nghĩ đến những điều tốt đẹp, ngay cả sáng sớm thức dậy cũng nên nghĩ về những điều tốt đẹp. Trước khi đi ngủ cũng nghĩ về điều tốt đẹp. Thậm chí nghe một lời khó nghe từ người khác vẫn có thể thông cảm và nghĩ điều thiện lành. Nghĩ được như thế, tâm ta rất nhẹ. Vì cái gì nhẹ là bay lên, nặng thì chìm xuống, ví như đất nặng trời nhẹ. Những ai suy nghĩ tiêu cực sẽ vô tình nuôi hạt giống phẫn nộ. Hành động và lời nói vô tình gây khó gần, vô tình gây khó chịu với những người xung quanh. Vì thế con người không nên có tâm tính tiêu cực. Nghe đến đây hẳn các vị nhận biết chút ít thiện ý Khải Toàn gửi tới. Tập ngồi thiền giúp tâm ta an tịnh là cách để tu tâm. Từ đây khởi đầu cho những điều tốt đẹp. Tâm an, tâm đẹp thì lời nói và hành động theo sau sẽ đẹp. Ngồi thiền sai có bị tẩu hỏa không? Trong thời gian trợ duyên về thiền và trò chuyện với những vị gia chủ, những vị đã gặp vấn đề bất thường trong quá khứ lẫn hiện tại khi ngồi thiền, Khải Toàn xin chia sẻ như sau. Một là những vị gặp hiện tượng như có luồng khí xâm nhập vào chính mình. Hai là có những hình ảnh ma mị, những hình ảnh thần thánh trong đầu mình. Ở trường hợp đầu tiên, do nơi ngồi thiền quá ngột ngạt, thiếu không khí, không khí ẩm thấp, thiếu trong lành. Thứ hai là gần nơi này có thể có nghĩa trang hoặc là có linh giới. Thứ ba, do cơ thể suy nhược, lẫn tâm suy nhược. Khải Toàn ví dụ, khi ta vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, có lỡ đi dưới mưa, có ướt mưa vẫn không ảnh hưởng. Khi ta làm việc kiệt sức hoặc đang buồn phiền thì thân nhược, tâm nhược, khi bị mắc mưa dễ bị cảm lạnh. Khi tâm thân nhược sẽ dễ có sự nhiễu loạn. Ở trường hợp thứ hai, có những hình ảnh bất thường khi ngồi thiền xuất hiện trong đầu. Có thể ở tiền kiếp, có thể ở vị lai,
có thể do linh giới nơi này quấy nhiễu. Vì thế có câu: gặp ma diệt ma, gặp Phật diệt Phật. Phật hay ma trong đầu ta là những hình ảnh huyễn hoặc tâm trí của ta. Hãy trở về với hơi thở, trở về với nhịp đếm. Vì nếu là Phật, Phật sẽ không hiện hình để quấy nhiễu ta. Phật trong tưởng tượng của ta là do nhân gian tô vẽ nên. Bạn có tin rằng mình có thần lực không? Bạn có tin vào thần giao cách cảm không? Cuộc sống nhân sinh vẫn có những người cách xa hàng ngàn cây số vẫn có thể linh cảm những việc của nhau. Có những người cảm nhận được sự nguy hiểm hoặc là niềm vui của những người dù không ở cạnh nhau. Đó chính là hai linh hồn kết nối không dây. Hoặc có những người dự cảm được một số chuyện sắp xảy ra. Giả dụ nếu mỗi ngày bạn trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh vào một khoảng thời gian nhất định thì có thể sinh ra một từ trường sống não. Giả dụ ở một nơi khác có những người cũng tu tập giống bạn, cũng gia trì văn tự Bát Nhã Tâm Kinh như bạn, thì ở một mức độ nào đó sống não của những người này sẽ bắt nhịp giao nhau, kết nối với nhau. Nếu bạn rơi vào trường hợp này, bỗng dưng có linh cảm kỳ lạ, đó chính là thần lực. Con người khi có niềm tin có thể thay đổi những hoàn cảnh khắc nghiệt. Con người tài giỏi cỡ nào, giàu có ra sao, mạnh mẽ cỡ nào, đến cuối cùng rồi cũng thành tro bụi, vào một cái hũ như nhau. Vì vậy, con người có thể không cần theo tôn giáo, nhưng tâm thức con người nên có chứa tôn giáo. Vì tôn giáo cơ bản dẫn con người đến sự hướng thiện. Con người cơ bản cần tôn giáo vì con người vẫn cần sự phù trợ, nhất là trong thời khắc nguy kịch hay sinh tử. Con người cần tôn giáo như một suối nguồn cho sức mạnh tâm linh. Sau một thời gian tu tập thiền, bạn sẽ có thần lực. Nhờ vào sự gia trì hành thiền mỗi ngày, tâm thức trở nên an tịnh. Lời nói và hành động sẽ thấu đáo. Niềm tin của bản thân sẽ gia tăng. Thần lực của chính bạn sẽ tự khai quang. Căn cơ và sự tu tập khác nhau, vì vậy thần lực mỗi người cũng khác nhau. Có người thiên về văn học, người thiên về sáng tạo, người thiên về tâm thức. Thật ra, sau thời gian tu tập thiền, niềm tin của chính bạn gia tăng, đó chính là thần lực đầu tiên đã khai mở. Vì niềm tin là thứ quý giá nhất con người có thể tự khởi tạo được. Có thần ắt sẽ có ma. Video này Khải Toàn không đề cập đến những con ma bên ngoài, không đề cập đến những linh thể, mà đề cập đến những con ma bên trong mỗi người. Đó chính là con ma lười biếng, con ma ham ăn, con ma tham ngủ, tham danh lợi. Chính những con ma bên trong này mới đáng sợ. Chính chúng gây trở ngại khiến con người đau khổ. Chỉ có cách tu tập, chỉ có chính bản thân bạn mới có thể tiêu diệt được những con ma bên trong này bằng con đường tu tâm dưỡng tánh. Bạn có thể ngồi thiền, đi thiền hoặc nằm thiền đều được. Những đêm nào khó ngủ, các bạn có thể áp dụng theo phương pháp Hải Toàn đã chia sẻ. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2, cố gắng nghĩ về điều tích cực, nghĩ về những điều ta còn may mắn hơn người khác. Mỗi ngày ngồi thiền 10 phút, thông thả thì ngồi 30 phút. Chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái, trong bất cứ không gian nào ta có thể ngồi được. Mắt nhắm lại, hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Cuối buổi xả thiền, hít vài hơi thật sâu. Khi ngồi thiền, hãy cảm nhận từng hơi thở của mình. Vì biết mình còn thở, hít vào biết mình hít vào. Hít vào mà không thở ra là toi đó các bạn. Chỉ cần đơn giản như vậy, bạn sẽ tìm được sự bình an cho chính mình.
tinh tấn tu tập, phước duyên sẽ gia tăng. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn mau chóng tập được thiền. Chúc các bạn tâm thân an lạc.